Trái đất có hai cực, là những cực nào? Cực sướng và cực khổ. Vận tốc được tính bằng gì? Số bánh xe của phương tiện. Nguyên lý phát sáng của bóng đèn là sao? Là ông phải đóng tiền điện. Vậy, câu từ chối cửa miệng của giới trẻ là gì? Tôi chịu. Chàng trai này đã trả lời đúng tất cả. Nhờ vào tri thức, anh ấy đã giành giải đặc biệt trong đường lên đỉnh Olympia và đang sinh sống tại Australia. Tri thức quả là món quà của tạo hóa, và nó được chia ra làm ba loại: tri thức của lịch sử, của hiện tại và của tương lai. Em thưa thầy, lịch sử là gì ạ? Lịch sử đối với thầy là nước mắt của mẹ, là mồ hôi của cha, là cách mà ông cha ta đã đứng trên mảnh đất này như thế nào, là cách mà lũ trẻ đã chào đời ra sao. Vậy còn tri thức cho hiện tại có thể là những gì? Hãy cùng đi theo người đàn ông này ra chợ. Bà chị có rau gì ngon không? Tôi là thạc sĩ, không ăn uống linh tinh đâu đấy. Thạc sĩ đã là gì? Chị còn là tiến sĩ đây. Đây, em mua rau này. Rau này tên khoa học là Ipomoea aquatico. Tên cúng cơm có nghĩa là rau muống. Đem về luộc với xào tỏi ngon lắm. Mua thêm hai quả si chút Orantifolia này về nữa, vắt vào cho ngon. Là quả gì? Là quả chanh. Chú học câu học kiểu gì đấy? Thôi, thanh toán đi, nhanh cho chị về làm nốt cái luận án. Người phụ nữ này đã bán hàng đắt như tôm tươi. Tôi đang là sinh viên ngành y. Ngày xưa sa ngã vào ảo giác mà không biết tiêm, hỏng hết ven. Mình mới đăng ký học y, thế nào lại cuốn quá, cắt được cơn. Thế nào vào đây học được 7 năm rồi. Tôi xin cảm ơn tri thức đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi xin hứa sẽ dùng hết sức mình để giúp những người bạn đồng khổ khác, để họ tái hòa nhập được cộng đồng. Phụ nữ là phải có kiến thức về vật lý lượng tử, tác dụng của hơi nước, áp suất lên hạt gạo để có thể có một nồi cơm ngon. Từ đó chồng sẽ bớt đi karaoke hơn và gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Tôi đang dùng tri thức để thay đổi xã hội theo cách của riêng mình. Tối đó, anh chồng đã yêu thương cô vợ hết công suất. Đấy chỉ là một bước tiến nhỏ của phụ nữ, nhưng lại là một bước tiến lớn của toàn nhân loại. Vậy, nếu phóng tầm mắt nhìn ra rất xa, tri thức dành cho tương lai sẽ là thế nào? Tri thức cho tương lai phải là làm đẹp, làm điệu. Bởi vì khi mà tất cả phụ nữ đều xinh đẹp như hoa hậu, thì đồng nghĩa với việc tất cả đàn ông đều đã là đại gia rồi. Vậy chẳng phải GDP, tỷ lệ thuận với nhan sắc của phụ nữ hay sao? Kiến thức cho tương lai phải là kiến thức về năng lượng xanh, để đảm bảo cho giống nòi của chúng ta một quả địa cầu xanh, sạch, đẹp. Tôi đã nghĩ ra phương án sử dụng năng lượng tái tạo cho xe gắn máy. Là gì ạ? Bí mật. Thôi, chào anh, tôi phải đi đây. Cho tương lai à? Thế thì phải là tri thức về đầu tư tài chính. Tôi đang tham gia vào một sàn đầu tư truyền thống. Vào lệnh chỉ cần 2 số thôi. Chốt phiên lúc 6 rưỡi. Thế hôm qua các anh có mơ thấy gì không? Những ý kiến trên đã cho thấy rằng tri thức cho tương lai phải là những tri thức bền vững để đảm bảo một cuộc sống tươi sáng. Vậy có thể nói tri thức vừa là mặt đất, vừa là bầu trời, giúp che chở cho cuộc đời của chúng ta. Lời kết, chúng tôi mong mỏi rằng ai ai cũng bồi dưỡng tri thức hàng ngày để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.